Ý Vũ xin chào quý vị và chào các bạn. Một ngày cuối tuần thì Ý Vũ được một giai rất là trẻ rủ đi công viên với bạn ấy. Thì các bạn ấy là một người rất đẹp trai, các bạn ấy mà rất là năng động. Thì các bạn có muốn biết bạn trai trẻ đấy đã dẫn mình đi chơi, thì mình cũng muốn mời quý vị và các bạn cùng đi chơi với chúng mình xem là ở Hà Nội, cuộc sống Hà Nội thì những ngày cuối tuần hay là những cái buổi tối thì người ta thường tập trung ở đâu, đi chơi ở đâu. Hôm nay Ý Vũ mời quý vị và các bạn cùng Ý Vũ đi chơi ở công viên, ở một khu rất là nhỏ trong một góc Hà Nội, xem mà ở đấy có điều gì thú vị nhá. Mời quý vị và các bạn theo Ý. Cẩn thận nhá.
nhé.